Xin chào các con. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ cùng với các con ôn tập các nội dung mà chúng ta đã học trong hai buổi học ngày 10 và ngày 11 tháng 9 năm 2022. Hai buổi học vừa qua, chúng ta đã cùng với nhau ôn tập lại các từ vựng và các mẫu câu của các chữ cái, của các letter, từ letter G đến letter L. Hãy cùng ôn tập với cô nhé. Đầu tiên chúng ta ôn tập từ phần từ vựng. Letter G. G. Letter G. Và để đọc được các từ bắt đầu bằng letter G, chúng ta hãy luyện tập âm G. G. Từ đầu tiên con khỉ đột. Gorilla. Gorilla. Goat. Goat. Gift, gift và girl, girl. Đọc lại cùng cô nhé. Gorilla, goat, gift và girl. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với letter H. Letter H. Và để đọc được các từ bắt đầu bằng letter H, chúng ta hãy cùng luyện tập âm H. H. Horse, horse. Hat, hat. House, house. Và hot dog, hot dog. Cùng nói lại một lần với cô nhé. Horse, hat, house, hot dog. Tiếp theo chính là letter I. Letter I. Sẽ có các từ insect, insect, ink, ink, igloo, igloo, iguana, iguana. Đọc lại một lần cùng cô nhé. Insect, ink, igloo và iguana. Tiếp theo là letter J. Letter J. Để đọc các từ bắt đầu bằng letter J, chúng ta hãy cùng luyện tập âm J. J. Máy bay phản lực là jet. Jet. Jam. Jam. Juice. Juice. Và jacket. Jacket. Nói lại cùng cô nhé. Jet. Jam, juice và jacket. Tiếp theo là các từ bắt đầu bằng letter K. Letter K. Sẽ có âm K. K. Kangaroo, kangaroo. Key, key. King, king. Và kite, kite. Cuối cùng là letter L. Letter L. Phát âm âm L. L. Con sư tử là lion. Lion. Lamp. Lamp. Leaf. Leaf. Và lemon. Lemon. Cùng đọc lại một lần tất cả các từ cùng cô nhé. Gorilla, gorilla. Goat, goat. Gift, gift. Girl, girl. Horse, horse. Hat, hat. House, house. Hot dog, hot dog. Insect, insect. Ink, ink. Igloo, igloo. Và iguana, iguana. Tiếp theo chúng ta sẽ có jet, jet. Jam, jam. Juice, juice. Jacket, jacket. Kangaroo,
kangaroo, key, key, king, king và kite, kite. Lion, lion, lamp, lamp, leaf, leaf và lemon, lemon. Tiếp theo chúng ta ôn tập các mẫu câu cùng cô nhé. Mẫu câu đầu tiên chúng ta ôn tập đó chính là mẫu câu What do you see? What do you see? Có nghĩa là bạn nhìn thấy gì? Và chúng ta hãy ghép câu trả lời với 4 từ bắt đầu bằng letter G. Đọc cùng cô nhé. What do you see? I see a gorilla. What do you see? I see a goat. What do you see? I see a gift. What do you see? I see a girl. Đọc lại cùng cô nào. I see a gorilla. I see a goat. I see a gift. Và I see a girl. Mẫu câu thứ hai là chính là mẫu câu What is it? What is it? Nó là gì vậy? Trả lời với 4 từ bắt đầu bằng letter H con nhé. It is a horse. It is a hat. It is a house. Và it is a hot dog. What is it? It is a horse. It is a hat. It is a house. Và it is a hot dog. Mẫu câu thứ ba hãy cùng đọc với cô. What do you have? What do you have? Bạn có gì vậy? Chúng ta sẽ trả lời mẫu câu này với 4 từ bắt đầu bằng letter I con nhé. I have an insect. I have an igloo. I have an iguana. Và I have ink. Mình không dùng ăn với từ ink con nhé. I have ink. Đọc lại cùng cô nào. What do you have? I have an insect. I have an igloo. I have an iguana. Và I have ink. Mẫu câu tiếp theo chính là mẫu câu What do you want? What do you want? À, bạn muốn gì vậy? I want a jet. I want a jacket. I want jam. Và I want juice. Mình cũng không dùng ở với lại từ jam và từ juice con nhé. Đọc lại cùng cô nào. What do you want? I want a jet. I want a jacket. I want jam. Và I want juice. Mẫu câu tiếp theo chính là mẫu câu What is this? What is this? What is this? Nghĩa là đây là cái gì vậy? Chúng ta hãy trả lời với mẫu câu này là 4 từ bắt đầu bằng letter K con nhé. Để trả lời câu hỏi What is this? Mình trả lời This is a kangaroo. This is a key. This is a king. Và this is a kite. This is a kangaroo. This is a key. This is a king. Và this is a kite. Rồi, vậy nếu như mình không muốn trả lời this is a, có nghĩa là đây là một nữa, thì mình có thể thay từ a này bằng từ my. My có nghĩa là của tôi. Vậy thì what is this? This is my lion. What is this? This is my lamp.
What is this? This is my leaf. What is this? This is my lemon. Đọc lại cùng cô nhé. This is my lion. This is my lamp. This is my leaf. Và this is my lemon. Đó là tất cả nội dung cô muốn ôn tập cùng các con. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con làm bài tập về nhà nhé. Bài tập về nhà đây, các con hãy giúp cô là mình nhìn vào mẫu của cô, sau đó mình copy vào các ô trống. Mỗi một từ như vậy, con nhìn mẫu và con copy lại 1, 2, 3, 4, 5 lần giúp cô nhé. Và chúng ta hãy nhớ khi chúng ta copy, chúng ta hãy viết đúng chính tả cho cô nào. Tiếp theo là bài tập điền vào chỗ trống. Ở đây, chúng ta hãy nhìn kỹ nhé. Đây là câu hỏi. Đây là câu trả lời. Ở dưới câu trả lời, chúng ta thấy có từ have. Có nghĩa rằng bài này chúng ta sẽ dò về mẫu câu What do you have? Trả lời I have an. Nhìn hình, điền vào chỗ trống giúp cô. Ở dưới cũng giống như vậy ha. What do you have? I have. Nhìn hình, đi vào chỗ trống cho cô nhé. Bài tiếp theo, chúng ta hãy nhìn nào. Đây là câu hỏi, đây là câu trả lời. Trong câu trả lời có từ want, thì có nghĩa chúng ta sẽ có mẫu câu What do you want? I want a. Sau đó mình nhìn hình, đi vào chỗ trống này giúp cô. Làm tiếp với câu còn lại giúp cô nhé. Bài thứ 3 đó chính là mẫu câu gì mà có từ C ở cuối đấy con? Đó chính là What do you see? Trả lời I see a. Sau đó nhìn hình, tìm vào chỗ trống giúp cô nhé. Làm tương tự với ba câu còn lại. Bài cuối cùng, chúng ta sẽ điền các từ bắt đầu bằng các chữ cái. Chữ cái gì đây? Bắt đầu bằng letter G. Sẽ là 4 từ. Đọc cùng cô luôn nào. G is for gorilla. G is for gift. G is for gold. Và G is for girl. Tiếp tục, con điền 4 từ bắt đầu bằng letter H. Đó chính là H is for horse. H is for house. H is for hat. Và H is for hot dog. Mình tiếp tục làm với letter I, letter J, letter K và letter L con nhé. Các con về nhà giúp cô là chúng ta làm phần bài tập về nhà này để ôn tập nào. Và sau đó là mình sẽ học thuộc các từ vựng này giúp cô. Mình học thuộc cách viết và cách đọc của các từ nhé. Và ôn luyện thật kỹ phần các mẫu câu. Buổi học sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ cho nên các con hãy ôn bài thật kỹ giúp cô. Đó là tất cả những gì cô muốn nhận dò các con qua video ngày hôm nay. Cảm ơn các con đã lắng nghe. Tạm biệt các con.